Thầy trò huấn luyện viên Lopez Gui vừa có được cho mình chiến thắng thứ 5 ở mùa giải này, khi trong chuyến đến làm khách ở vòng đấu vừa qua, họ đã giành lấy chiến thắng với tỷ số 1-0 ra về. Song đó, màn trình diễn của Sevilla thật sự vẫn chưa đủ để làm vui lòng những người hâm mộ khó tính, khi đội bóng chủ nhà chỉ đang là cái tên đứng dưới đáy bảng xếp hạng, nhưng họ chỉ có đúng một bàn thắng duy nhất vào lưới đối thủ, thậm chí bàn thắng này còn đến từ những phút thi đấu cuối giờ. Một trận đấu không phải do Huesca đã chơi quá hay, mà do chính các học trò của huấn luyện viên Lopez Gui tự bắn vào chân mình, khi trong 16 pha dứt điểm của họ thì đã có đến 9 lần dứt điểm bóng đi ra ngoài. Dẫu sao đó, với 3 điểm vừa có được, thì lúc này Sevilla cũng đã vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga với 16 điểm. Hiện chỉ còn kém vị trí dẫn đầu của Real Sociedad 8 điểm, nhưng vẫn còn đến 2 trận đấu bù chưa đá. Đến với mặt trận Champions League, Sevilla đang cùng với Chelsea cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng E, khi hai đội đang có cùng 3 chiến thắng và 1 trận hòa sau 4 vòng đấu. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Lopez Gui chỉ đang xếp sau khi kém hơn về hiệu số bàn thắng, và trong lần đón tiếp đối thủ đến làm khách lần này, sẽ là trận cầu quyết định ngôi đầu chính thức thuộc về ai. Tính đến thời điểm này, đại diện của La Liga đang có cho mình chuỗi 5 trận liên tiếp toàn thắng trên mọi mặt trận. Dẫu cho đang có phong độ rất thăng hoa, cũng như lợi thế không hề nhỏ đến từ sân nhà, nhưng điều mà lúc này người ta lo lắng nhất cho Sevilla lại chính là khả năng ghi bàn của họ và đặc biệt là cách để các chân sút của huấn luyện viên Lopez Gui có thể đánh bại được hàng phòng ngự vững chắc của Chelsea. Cần biết 10 trận đấu đã qua, Sevilla chỉ có 13 bàn thắng trên mọi mặt trận, đạt hiệu suất chỉ đạt 1,3 bàn mỗi trận. Nếu như cứ tiếp tục để phung phí quá nhiều cơ hội trước Chelsea, thì nhiều khả năng đội bóng của huấn luyện viên Lopez Gui sẽ phải nhận lấy trái đắng trước đội khách. Về phía đội khách, Chelsea vừa cùng với Tottenham kết thúc trận derby thành London bằng kết quả hòa tẻ nhạt không bàn thắng. Huấn luyện viên Frank Lampard đã hoàn toàn bất lực trước ông thầy cũ của mình, bởi dẫu cho nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội hơn hẳn, và cũng tạo ra nhiều pha nguy hiểm nhiều hơn. Nhưng bấy nhiêu đó chỉ đủ uy hiếp con tim của những người hâm mộ nhẹ vía của gà trống thành London. Song đó, kết quả này không ảnh hưởng quá nhiều đến vị trí của The Blue trên bảng xếp hạng Premier League, bởi Chelsea vẫn đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 19 điểm, hiện vẫn chỉ kém 2 vị trí xếp trên của Tottenham và Liverpool 2 điểm mà thôi. Lại nói về mặt trận Champions League, như đã nói ở trên, khi đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard vừa có được chiến thắng thứ 3 tại vòng bảng, khi vừa có được chiến thắng trong lần đến làm khách trước Rennes với tỷ số 2-1 và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng E. Trở lại với chuyến hành quân lần này đến đất Tây Ban Nha, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Chelsea sẽ có cuộc du ngoạn đến Ramon Sanchez Pizjuan. Nếu như đội bóng chủ nhà đang có chuỗi 5 trận liền toàn thắng, thì đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard cũng chẳng chịu thua kém gì, khi đang có cho mình chuỗi 11 trận liên tiếp bất bại trên mọi mặt trận, trong đó họ có đến 7 chiến thắng và 4 trận hòa. Có thể nói Chelsea dưới thời của chiến lược gia 42 tuổi, đang là đội bóng có hàng công cũng như thủ toàn diện. Cụ thể trong 10 trận đấu gần nhất, các chân sút của đội bóng thành London ghi đến 21 bàn, nhưng chỉ để thủng lưới 5 bàn trong số đó. Nếu như không tính cả trận hòa 3 đều trước Southampton khi thủ thành Kepa bắt chính ở trận đó, thì trong 9 trận đấu gần nhất họ chỉ để lọt lưới 2 bàn. Rõ ràng ở vị trí chấn giữ khung gỗ của thủ thành Mendy đang giúp cho Chelsea tránh được cảnh công làm thủ phá, giống như giai đoạn vừa mới bắt đầu mùa giải. Qua đó, dẫu cho đội bóng chủ nhà ở trận này có là khắc tinh của bóng đá Anh đi nữa, thì cũng đã tới lúc Chelsea giành lấy thể diện cho Premier League bằng một chiến thắng vào đêm nay, cũng như vị trí độc tôn tại bảng đấu này. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Sevilla với Chelsea. Tỷ lệ nổ tài của Sevilla đạt 30%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 60%. Có 80% kết quả về lẻ. Sevilla ghi được 13 bàn, để thủng lưới 9 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,3 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Chelsea đạt 50%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 60%. Có 40% kết quả về lẻ. Chelsea ghi được 21 bàn, để thủng lưới 5 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,1 bàn. Dự đoán kết quả Sevilla với Chelsea. Với việc ở trận này kèo được đưa ra đồng banh, đã cho thấy Sevilla không được các giới chuyên môn đánh giá quá cao dù cho được chơi trên sân nhà. Tất nhiên phần còn lại Chelsea sẽ là cái tên sáng giá hơn, khi đội bóng này đang công thủ toàn diện. Chọn kèo châu Á, Chelsea đồng banh. Chọn kèo tài xỉu, tài 2 trái rưỡi. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.